Bình thường một chiếc điện thoại như thế này nguyên bản không đã là trên 100 triệu rồi. Gần 1.000 viên kim cương được đính trên nền vàng nguyên khối. Vài trăm triệu đồng cho một chiếc điện thoại Beitou chính hãng mà phiên bản này rất đẳng cấp và rất sang trọng và rất giá trị. Bởi vì đây là chiếc điện thoại cảm ứng, một trong những chiếc điện thoại di động công nghệ cao và cấu hình mạnh, dạng thanh nắp gập, chiếc điện thoại mới nhất của hãng Beitou. Phiên bản này là phiên bản khác biệt nhất với tất cả những phiên bản mà trước đây Kỳ Lăng đã từng review về dòng điện thoại cảm ứng Beitou Iron Flip. Phiên bản này ở phía sau được Kỳ Lăng chế tác kích tum bằng tất cả là những hột xoàn kim cương thiên nhiên tuyển chọn được đính trên nền vàng nguyên khối AU750, từ một chiếc điện thoại nguyên bản không có vàng và cũng không có kim cương và trở nên một chiếc điện thoại lộng lẫy, long lanh và lấp lánh. Gần 1.000 viên kim cương được đính trên nền vàng nguyên khối và trở nên rực rỡ, lấp lánh và rất xa hoa. Bình thường một chiếc điện thoại như thế này nguyên bản không đã là trên 100 triệu rồi và sau đó được khách hàng mua và yêu cầu Kỳ Lăng: Kỳ Lăng ơi, anh muốn em thực hiện cho anh phần chữ V chỗ này và phần hai viền đường này và phần ở dưới đây, em hãy thay bằng cho anh là vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn mà do em chọn nhé. Wow, đó là sở trường của Kỳ Lăng mà, nên là Kỳ Lăng nhận lời ngay lập tức. Và đây là kết quả chữ V trên và phần dưới của chữ Beitou này được Kỳ Lăng đưa ra ngoài và thay vào đó là nguyên phần vàng nguyên khối, vàng nguyên khối và đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên như thế này. Wow, sự lấp lánh vô cùng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.